mà bỏ nhạc làm nên thương hiệu quái lồ bên đó. Lên xe bào sao mà không lên này. Hai ngày đi như thế nào quá à, anh em đừng nhắc tới, anh em mà uể oải nó mệt trong người nhưng mà vui, nhưng mà được con cái là trải nghiệm bắn súng các thứ thì thích. Mà anh em nhìn hôm nay anh em thấy em đen đen không, mặt đen nhá, xong rồi nổi mụn nhá, ui dồi ôi, còn thêm thôi nói ra thì đẹp mà mất công là nó thành sờ boy anh em mà. Trời đất ơi, cái lồ má nó đừng có nhìn cái tóc nữa coi, khó chịu thế nhờ. Rồi đổi nón luôn nè, đổi nón xè chim luôn nè, đó được chưa, nó nhìn quầy. Nhưng mà anh em thấy em để cái tóc này nhìn giống, anh em biết giống ai không, biết giống ai không? Cảm ơn Dực Duy nhá, cảm ơn em rất nhiều nha. À, nước Nga hài hước ấy. Nhưng mà anh em thấy em đổi nón vô nhìn giống ai không? Giống một người à nổi tiếng nha, đó nổi tiếng đàng hoàng à, trong showbiz luôn, trời ơi là trời. À, mới đóng phim luôn nè, mới ra cái bộ phim gì hồi tối, tập hồi tối nè, hay dữ lắm, hay luôn mà chưa có được xem anh em, mà để dành xem với anh em trên stream cho nó vui. Trời ơi, vậy mà anh em không hình dung ra, chờ xíu lấy bông tai đeo vô cái là nhìn ra liền, cái lồ má đéo tin luôn. Từ từ anh em nhá. Trời đất ơi, nó anh em nhìn em giống ai nè, giống ai nói đúng cái friend Facebook luôn. Việt Nam nói là làm. Giống ai nè? Lưu Minh Tài. Gì vậy mày? Đậu má đẹp trai vậy mà mày dí tao giống như anh Lưu Minh Tài là sao bro? Không hiểu luôn. Đó, nhưng mà chẳng qua là em chưa có cơ bắp, chưa có ngực, đúng rồi đó. Giống anh Ưng Hoàng Phúc. Ừ giời ơi. Điệp mà giống anh Ưng Hoàng Phúc không? Anh em nhìn giống em Ưng Hoàng Phúc mà. Anh Ưng Hoàng Phúc nhá, là kiểu là cái mặt cũng đẹp trai nè, thấy không? Em là kiểu là em sở hữu cái gọi là cái đẹp trai giống anh Ưng Hoàng Phúc, nhưng mà tư duy thì em không có thôi. Đẹp trai thì giống anh Ưng Hoàng Phúc nha. Đó, đeo đo bông nữa là anh em nhìn giống Ưng Hoàng Phúc không? Nè, nhìn về là anh em thấy giống anh Ưng Hoàng Phúc đúng không? Đó, nhìn thẳng nè. À, bộ béo cầu lãnh. Quá hợp lý luôn á. À, quân đội các thứ là về là ốm đúng không? Có đồ đét đỡ. Còn em về là đủ má lên thêm 2kg nữa. Đéo hiểu luôn. Ai chỉ nghĩ đến Trần Đức Bo thôi ạ, mặt cười. Lồn vậy, em đủ má mà tao đẹp trai gì sao mày nói tao giống chồng Đức Bo mày? Ừ, tao men nữa, men à. Trời ơi, hàng hiểu à. Nè, mấy hôm nay á, vô trọng là sáng sớm nè là 7 giờ đúng không? Bình thường nói thật với anh em là ở nhà stream các thứ đồ á là toàn là đủ mà 7 giờ sáng mới ngủ, 4-5 giờ chiều mới thức. Đó, nhưng mà mấy hôm nay, 2 ngày hôm nay đi quay đúng không? 2 ngày hôm nay là đi quay là bắt đầu là sáng sớm, là anh em biết ở trong quân đội người ta cứ thức sớm mà. Sáng sớm 6 giờ thức nha. Hừ giời ơi. Thức sớm đồ mà tự đẩy tạ các thứ đồ lên cơ lắm mà bro. Trời ơi. Lên cơ lắm mà. Bụng 6 búi luôn, coi cái bụng không? Có đồ đét đỡ. Bụng 6 múi đàng hoàng, mới có 2 ngày lên 6 múi luôn. Hoàng Phúc à, cảm ơn Quốc em nha, cảm ơn em rất nhiều. Điệp mà tao nói rồi chứ mày mới nói lại up friend cái gì nữa. Sư Quỳnh à, bà nói sinh năm 2000 nè. Có đồ đét đỡ. Cảm ơn Phân Dép Lào nha, cảm ơn em. Chiều nay bố ăn cháo, lòng bố ăn hết cháo, để lòng yêu ai, trả lời đi hốc, trả lời làm chó. Trời ơi, mày sai lầm mà. Ví dụ mà kênh của ông Nhiếm đúng không? Đậu má mày donate vậy, bảo đảm nó không sủa. Mày donate nhầm người rồi. À, trời ơi, mày hại chị hả mày? Trời ơi, dễ hại ngoại mày lắm. Dính nữa, đúng không? Không cần phải trả lời luôn. Trời ơi, mày nhầm người rồi. Ví dụ mà mày donate cho anh Chép đúng không? Anh Quang đi, hay là đậu má mày thằng Nhiếm đi. Thì có thể là đấy chứ không? Mày đậu má mày gặp đúng thằng lầy rồi mày. Ở ai lầy hơn? Mày lầy với tao hả? À. Em nói về đừng buồn nha anh bộ, yêu anh Nhi dầm 3000 chặng dâu bé ba. À, cảm ơn em rất nhiều nha. Nè, tao chống mắt lên tao coi nè. Đậu má, mày tao chống mắt lên tao coi. Để tao coi. À, để tao coi. Tao chống mắt lên đậu má, mày tao xem thằng Nhi dầm này nó đi đến đâu. À, cảm ơn em rất nhiều nha. Không, trời đất ơi, em chống mắt lên em chúc phúc cho bạn mình mà hạnh phúc nha, mãi bên nhau nhá bạn nhá. Xong đậu má mà sau này mà lỡ mà có cái gì nha. Alo bô hả, lên Tống Duy Tân nhậu không, tao đi cái con cặc. Tự đậu má đi mình mày đi lắm, tao đi cái lồn tao nè, đi cái lồn chị nè. Đậu má mày sợ không, không ghen à.
Khổ, ai nói ghen giận. Em đang chúc phúc cho bạn em mãi bên nhau nhá, mãi bên nhau bạn nhá. Ờ, địt mà. Sau này mình lỡ mình có cái chuyện gì không chù. Trời ơi, trong chuyện tình yêu á, ai đi biết được trước đâu, giống như cuộc đời của mình đúng không em? Đâu ai biết trước được ngày mai như thế nào đâu đúng không? Ờ, xong đậu má mày. Alo, bồ. Không có giọng của con Nhím thì nó sẽ nhẹ. Giọng của con Nhím thì nó sẽ kiểu à. Alo guys, đang đâu ấy? Đi Tống Duy Tân không qua đón. Đi con cặc, đụ má, lóc Facebook mà luôn, sầu lồn quá. Về sớm nhưng mà ngủ đéo được, anh em hiểu không? Ngủ đâu có được đâu. Xong là nằm check tin nhắn các thứ đồ. Ôi, điệp mà em có quả tin nhắn vãi cà lồn. Từ từ anh em chờ xíu để em check lại quả tin nhắn cho anh em xem. Lồn má đọc mà nó tức. Một bạn nữ nha. Một hình như bạn này gọi là người ủng hộ nữ, không có gọi là fan anh em nhé. Đây. À, không show được má công anh em qua điệp mà chửi người ta. Nhưng mà về anh Bô ơi, em biết là anh với lại anh Nhím không phải là làm content, bọn anh yêu nhau thật đúng không? Công khai đi, em ủng hộ hai tay hai chân. Không lẽ giờ đậu má em xin địa chỉ qua chứ. Em không xin địa chỉ của em luôn. Lồn má đéo tin luôn. Nó anh em cứ chọc BD hoài. Nói đậu má mày nói đúng rồi, nói to nữa. Ơ cái lồn về vậy. Không có BD. Trời đất ơi, làm content hết á. Làm content hết, không có BD. Ai nói BD giận à. Đi mà nói chung kể câu chuyện này nó hơi sầu lồn chút xíu. Nhưng mà kiểu hồi đó dưới quê á, hồi đó dưới quê có mấy cái thằng mà gọi là nó ghét em, anh em hiểu không? Đéo làm cặc gì cũng ghét nữa. Cái thứ gì chứ đéo đụ má mà đéo phải. Hôm nay thứ mấy giờ, thứ năm đúng không? Đéo làm cái lồn què nó cũng ghét em hết. Xong là nó khinh. Nó khinh kiểu điệp mà à, mày thử ơi, tao coi mày làm được cái gì. Ôi trời ơi, tao ghét mấy thằng mà đụ má mà kiểu khinh người lắm đúng không? Xong là bây giờ kiểu là về quê, hôm bữa về quê dẫn mẹ vô Vincom chơi. Xong là gặp tụi nó, trời đất ơi. Xong là kiểu là có mấy cái bạn mà bán hàng ở trong Vincom á, nhận ra em. Trời ơi, anh Bô nè, anh Bô xin chụp hình cái lồn má mẹ em. Nói thật với anh em nha, mẹ em lúc đó nở lỗ mũi luôn anh em, mà kiểu hãnh diện vì con của mình á. Xong là cái mặt của em lúc đó cũng sầu lồn nữa, tại gặp tụi nó mà kênh. Trời ơi, mặt của em kênh lắm mà. Lồn má em chụp hình gì nè, đó chụp hình quạo lắm. Nó mấy kiểu là anh em trong đó xin chụp hình rồi, chụp hình quạo lắm. Sầu lồn hơn là nó đi đủ má mà. Có một hai thằng nó đi đông đông, nó úp tô luôn rồi. Đi đụ má, đi tầm 5 thằng đã qua đập đụ má mà đéo ra gì Hà Nội được luôn. Ra đập là đéo gì Hà Nội sẽ chim được luôn á. À cảm ơn em rất nhiều nha. Phan Huynh nó gửi kết bạn à. À chắc cái coi điệp mày tâm hồn của em này. Trời ơi, đâu muốn phải kết bạn với anh Bô là dễ trời. Trời đất ơi, anh em con trai không nói nha anh em. Trời đất ơi, cái lồn má mày gọi là cái mặt cũng được á. Cũng được. Này là biết mắt cấp nè. Môi à kiểu là mụn má mày. Cái môi này tao làm đủ hai đĩa thịt bò luôn, gọi là hai đĩa thịt bò tái chanh luôn. Cái lồn má người con gái gì, cái môi dày dữ vậy bạn. Mũi nè, biết đánh sóng mũi nè, không gọi là biết mắt cách đi. Người con gái cũng gọi là biết, gọi là chăm sóc cái bản thân mình đó được đó. Nhưng mà quan trọng nha, đúng rồi, quan trọng nè, quan trọng là có kết bạn hay là không nè. Quan trọng có kết bạn hay là không nè, cái lúc này nó mới quan trọng nè. Đâu rồi, không có tấm hình nào mà kiểu mình nó. Trời đất ơi, một người con gái mà tâm hồn, em không có tâm hồn đúng không Thanh? Anh nói đúng không? Cái mặt em rất là phúc hậu nhưng mà em không có tâm hồn. Anh thì anh thích là kiểu là anh gọi là yêu mà, gọi là anh thích những người phụ nữ nào gọi là mặt bình thường cũng được mà phải có tâm hồn. Mình là con người gọi là phải có tâm hồn một chút xíu, giống Linh Ngọc Đàm á. Sư Huynh à, sao giống Linh được? Không, tựa thôi chứ không giống Linh được. Xin vui vẻ nhé em. À, cảm ơn anh nha, cảm ơn anh rất nhiều nha. Chú cảm ơn anh. Uầy, chấp nhận nha, chấp nhận á. Uầy, lâu lắm rồi mới gặp. Đến từ Thượng Hải. Đến từ Đà Nẵng, sống tại Thượng Hải. Độc thân. Con đồ đét đỡ. Cái lồn què đậu má mày tối ngày tao thấy. Bỏ cái nón ra đi anh không là tí em chơi dầu ăn anh đấy mặt cười. Cảm ơn Minh Phương nha. Không có bỏ ra cái nón được. Tóc xấu. Trời đất ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi là mẹ ơi. Cái gì mà đẩy thiền nữa. Con em, con nhỏ em.
Trời đất ơi khổ quá. Nhỏ em, Phan huynh mà anh em không biết ha. Cái gì mà đẩy thuyền tào lao gì độ má mày giống như trong phim gì á. Độ má mày chơi cô em vợ hấp dẫn cái gì bro. Không có giống phim được ngoài đời, không giống phim được ngoài đời, mà giống phim là độ má người ta đập tét đầu. Khó mài lắm. Dạo này cắt tóc này không có gạch hai đường nên là bác sĩ người ta gọi là khó mài lắm mày hiểu không? Lồn què. Ừ anh Trung Vi Âu Long à. Ủa, sao điệp mạng có anh Trinh anh Trung Vi Âu Long này nhờ, này giống như là ổng phát anh Trung vậy đúng không? Ừ, tâm hồn dồi ôi được ấy, trời ơi là trời, người con gái rồi có một con bướm nói cái lồn què đéo hiểu luôn. À, xin lỗi xin lỗi, ý là nó nói sao là trên mặt của em nhiều bướm vậy. Một à, một hai ba bốn năm sáu. Sư huynh à, Được luôn. có đồ nét đỡ. À Thằng Huynh mà anh em, thằng Câu Huynh là chuyện có bạn dựa với anh Kiếp trên rồi đúng bộ rồi. phim có thật. Ok, điệp mà bậy bậy quá, bậy quá, bậy quá. Hừ quá, hừ quá. Vô rỉa sàn group á, đây, điệp mà lâu lắm. Lên luôn yeah. Ui, đẹp mà anh em thấy khớp nhạc phải lồn không? Khớp nhạc phải lồn thề. Đẹp mà sướng quá. Khớp nhạc phải lồn để cho mày đéo tin được. Lồn nhân sa cô này. Còn gì à, cảm ơn Trinh anh Trung Violin cảm ơn anh rất nhiều nhé. Anh em nào chưa like chưa subscribe cho em xin một like một subscribe nhé. Khế chua giờ nó lớn quá trời đất ơi. Ui nhưng mà nhìn tấm hình này nhìn em đẹp trai nha anh em đó. Anh em điệp mình thề, anh em thề nói thật với anh em nhé, em là để tóc này nhìn nó đẹp trai lắm, nhìn đẹp trai vãi lồn luôn, nhưng mà tại vì ở trên stream nhìn nó không hợp thôi, chứ ở ngoài đời anh em nhìn đúng đời luôn, nhìn đúng đời. Trời đất ơi, nhìn đậu má, nhìn cái liêu lưu, lồn què, bro. Nhìn cái liêu lưu, thề. Có thể không xem này được không? Mấy trẻ trâu vô đậu má, mình report của thằng em chết luôn. No, no, no comment, no comment. No comment, yeah, bro. Sao điệp mà mày thề với anh em nha, lúc nào cũng vậy á, lúc nào em kiểu là một một người trong team mà gọi là chịu đựng những cái gọi là cái vai đúng không, cái vai nó hơi bd một chút xíu. Điệp mà thằng nhím thì vô vai cool ngầu quái cà lồn, trong cái mặt nó gần như cái mặt lồn vậy. Ui điệp mà này nó mệt lắm rồi anh em, mà nó mệt lắm rồi, không trách được không trách được. Đúng á, tưởng cá dồ không. Ôi, ê, ê, bản quyền. Sư huynh à, có đồ nét đỡ. Lồ má đéo tin luôn. Nào che cái mặt đây thôi, đăng giày là được rồi. Đăng giày là đậu má mà ăn tiền rồi. Lồ má kéo lên mặt. Bỏ đi. Cay thế nhờ, thằng Nguyễn Hoàng Nam này mày vô group được bao lâu rồi mày? Chết làm sao để chết được thằng này, nó vô group được bao lâu rồi ta? Cái lồn má đéo tin mà ghép cái ảnh khác vậy sao mặt di cay nè.
mặn bông mai nè, mặt anh Tú nè, anh Quang, anh Chip nè, mày không ghép vô, mày ghép mặt tao vô là sao hả? Tao anh hai được chưa bro? Lồn má mà anh hai bô rồi mà làm vậy là chết giờ. Lồn què họ. Quầy xin nhờ, xin anh em nhờ. Xin nhờ. Trời đất ơi, đã gì đâu, quay Pepsi vậy, nó ngon, nó ngọt như là cà ri á. Nó ngon, nó ngọt như là cà ri á. Thôi, qua đi mô đi em ơi. Con hát, con múa, con ca, con út, con hút chi xa, con bay, con chưa tỉnh, công việc để mai tính, tao muốn mình uống thêm, bởi vì chưa hết đêm.